Đưa con gái về nhà chồng, ông bố vẫn chưa tin những chuyện đã xảy ra. Vâng, như vậy là chúng ta đang cùng đến với một ngày vui, một đám cưới của một đôi bạn trẻ đúng không ạ? Vâng. Và như vậy là ôi giời, hai em là không chỗ không thiếu thiếu chỗ để ấy à, để bôi hay sao, bôi cổ đấy kìa. Vâng. Như vậy là trên hình là ông áo vét bằng áo vét màu xanh đó chính là bố của dâu. Cái mặt của ông thì nghĩa là bây giờ ông đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra ở đây, không hiểu là con mình đang làm gì ở đây. Có thể thấy là không chỉ bố cô dâu đâu, mà cả gia đình nhà trai lẫn gái là nhìn nhau là ngơ ngác, không hiểu gì. Chán rồi. Có thể thấy là chú già, tôi nhìn khuôn mặt kia tôi không biết là bao nhiêu tuổi nữa. Có thể thấy là các em còn rất trẻ, với độ tuổi này thì tôi thật sự là thấy khá là lo lắng cho tương lai của cả hai đứa đấy.